ông gì á? Ông lá. Ông bần. Rồi, đâu nè. Nãy anh Tùng leo lên gặp ổ ong cho nha các bạn, bị chích hết mấy vít rồi nè. Nè nó nổi đỏ lên. Trời ơi, chích gì 4-5 vít vậy? Rồi bây giờ dạ nhờ mấy anh chặn xe rồi lẹ, giờ anh Tùng giao cho. Rồi bây giờ anh Tùng sẽ leo lên để buộc dây. Xin kính chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mình đang có mặt ở chỗ điện lực cái bè nha các bạn. Hôm nay là anh Tùng mình sẽ cưa cái cây này như cây giấy ngựa anh. Một cái tên nghe khá là thú vị. Cái trái này nó rớt trúng đầu chắc lỗ đầu. Cái trái này nhìn nó giống như là cái củ khoai các bạn. Tên lớn lắm. Ngựa, cái ngựa, như như chúng giấy ngựa. Trái rất là lớn, nó nặng lắm. Trái nặng lắm được. Dạ. Lật lên. Dạ. Đây mình đang ở điện lực của cái bè nha các bạn. Thì hôm nay do cưa ở phía ngoài đường, cái này là cái đường vô thị trấn cái bè. Rất là nhiều xe chạy, cho nên hiện tại giờ mình thấy có thanh tra giao thông. Họ tới đây có thể là phụ điều tiết giao thông tiếp. Rồi giờ anh Tùng anh leo lên giữa cây rồi. Nằm sát bên mé đường luôn. Phía dưới là hàng rào. Cưa những cái cây dạng này là phải có người ở đứng ở hai cái đầu đường các bạn để điều tiết giao thông. Xe ở đây rất là nhiều luôn. Đây anh Tùng anh bắt đầu anh cưa mấy cái nhánh nhỏ nha các bạn. Đây có anh ở bên thanh tra giao thông nè, anh sẽ hỗ trợ điều tiết giao thông. Cái nhánh đó là ba sợi dây điện rất là lớn nha các bạn. Giờ phải cưa làm sao cho thật là khéo. Đây các bạn thấy không, không có đụng cái sợi dây điện luôn. Đây giờ này xe nó đang bị kẹt đoạn rồi. Đó là kỹ thuật luôn, cái nhánh đó là nó nằm trên cọng dây điện luôn, nhưng mà không có đụng cọng dây điện nha các bạn.
cái nhánh này là bắt buộc anh Tùng phải buộc dây để chịu nó lại thì có khả năng nó sẽ rớt xuống trúng cái dây điện nha các bạn. Nhánh đó cũng khá là lớn. Như mình đã chia sẻ là những cái dạng cây mà có cái vỏ sần sùi như thế này nè thì tương đối là rất là dễ leo, đứng khá là dễ, nó bám chân nha các bạn. Còn những cái cây mà trơn mà thẳng hoặc là những cái cây nó không có nhánh, nó không có nhánh ở phía thân như là cây dừa đó thì những cây đó leo khá là khó. Có anh bên thanh tra giao thông họ điều tiết xe thì công việc nó sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn. Rồi anh Tùng sẽ tiếp tục cưa. Dây sẽ được gạch về phía bên mình ha. Đây có hai anh đứng gạch. Bây giờ anh Tùng sẽ leo lên cái đọt cao nhất để buộc dây. Để chuẩn bị hạ cái đọt này nữa là coi như là sẽ hoàn thành mấy cái nhánh của cái cây. Anh buộc cây buộc dây rất là nhanh nha các bạn. Là chuẩn xác. Nếu mà không có chặn lại thì rất nguy hiểm. Rồi chuẩn bị hạ thành công một cái cây. Cây rất là lớn nha các bạn. Cưa khá là lâu. Cái cây loại cây này thì nó cũng lâu năm rồi. Cây gỗ của nó rất là chắc. Rồi đã hạ được rồi đó. Rung rinh mặt đất luôn. Chào tất cả các bạn nha. Thì mình tiếp tục theo chân anh Tùng Vua Khỉ để đi cưa những cái cây có độ khó khá cao. Cái cây này nó bị cái cây gừa các bạn, cây xanh đó, nó đeo xung quanh đó. Cho nên phía dưới lá là lá của cây xanh, phía trên là của cây khác. Rồi anh Tùng đã leo lên khoảng hơn nửa cây rồi. Cái cây này thì nó cũng không có cao lắm các bạn. Nhánh thì cũng khá là dễ leo. Có cái là phía dưới là hàng rào nhà của người ta. Phía ngoài lại là đường giao thông. Xe chạy qua lại rất là nhiều. Đây, anh Tùng sẽ leo ra cái nhánh phía ngoài để buộc dây nha các bạn. Cái này là tuy là nó không khó lắm nhưng mà cũng phải hạ xuống từ từ để tránh cái tình trạng là bị gãy cái hàng rào phía bên dưới. Nhà bên dưới là có một cái cổng và lưới B40 ở bên dưới nha các bạn. Mình cũng phải hạ xuống từ từ thôi.
giờ này thì xe qua lại khá nhiều. Phía nhà bên đây có cái cây lộc vừng rất là lớn luôn nè các bạn. Cây lộc vừng này mình nghĩ là cũng cả trăm năm tuổi á, rất là lớn luôn đó. Giờ mình mới thấy cây lộc vừng nó lớn như thế này. Cây lộc vừng mà nó cao gần bằng tòa nhà 2 tầng á. Đó, anh Tùng anh sẽ chằng một sợi dây lên phía trên, rồi phía dưới sẽ có một anh kéo dây ngã ra phía ngoài đường các bạn, để cho cái nhánh cây nó đừng có rớt trúng cái hàng rào. Phải tính toán rất là kỹ lưỡng. Cái nhánh cây nó nặng, nó quá nặng cho nên là cái anh dưới anh muốn bay lên luôn. Cái nào trắng á anh muốn gịch anh bay lên luôn các bạn. Các bạn thấy không, đốn một cái cây á nó không có đơn giản như bạn nghĩ. Tức là mình phải tính được cái hướng rơi và buộc dây như thế nào cho nó cân đối. Tiếp tục là một cái nhánh nó nghiêng vô trong phía trong vườn. Giờ anh Tùng sẽ leo lên phía trên đọt lấy cưa những cái nhánh ở trên đọt nha các bạn.